Ui 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 mọi người gần nó gần. Ui 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 ui. Hai con cặp long to không? Ui ui này. Ui ui mọi người ơi. Hai con cặp long to. Ui ui này. Ui ui. Ui ui. Không. Ui ui. Này. Người nhá. Chào mọi người nhé. Đi bẫy rắn này. Thôi nhá. Đi bẫy. Trên đất bẫy rắn là khu vực này. Rất nhiều răng ráo mà cặp long hôm nay dở dời, hôm nay dở dời rắn sẽ ra đấy mọi người nhé. Mọi người xem video của mình nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Đây rất tùm mọi người. Lạnh. Mọi người. Hãy đi bẫy bẫy rắn là vất vả lắm. Phải đơn giản như mọi người nghĩ đâu nhé. Rắn rết. Mình bẫy ở đây rất nhiều bẫy mà thế chưa được con gì mọi người ạ. Đây con rắn cặp long của mọi người. Ui giời. Ui hai con. Hai con. Ui. Mọi người. Mọi người hai con cặp long này. Ui. Đây hai con cặp long liền này mọi người này. Kiếm 1 triệu rồi mọi người nhé. Mọi người nhé. Đây, mình đi nhé. Đấy, hai con cầm lòng. Mọi người xem video nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Ấn vào nút chuông bên phải đăng ký kênh nhé. To không ạ? Con cặp long. Các bạn nhé, cặp long là phải bẫy ở cái rìa bèo tây này. Đấy. Rìa bèo tây thì mới bắt được cặp long nhé. Hổ mang là bẫy trên trên cạn. Hai con cặp long này mọi người.
Hai con này được tầm cân mọi người nhé. Ngâm rượu được. Long cả to này. Đầu rồi. Rất nhanh. Đuôi rất, đuôi cắm long này. Đây. Bẫy rất đơn giản nha mọi người nhá. Mọi người làm cái bẫy như mình này, xong cho mấy quả trứng trứng thối vào, ngâm quả trứng gà thối thối, xong mình chọc ra để cho thối, với cả để ít mấy con cá lẹp vào là cắm long, để vào cái này. Nếu mà có rắn cắm long là nó sẽ xui vào nha mọi người nhé. Mọi người nhớ bẫy rắn cắm long thì bẫy ở bèo nhé, đừng ở rìa bờ ao ấy, đừng có bẫy ở trên bờ. Trên bờ bèo cắm long sống dưới bèo nhé. Mình đây nhé mọi người nhé. Cách bẫy rắn cắm long, nếu mọi người có hỏi gì mình sẽ dạy nhé, dạy cách bẫy rắn cắm long. Mọi người xem xong video đăng ký, ấn vào nút chuông bên phải đăng ký kênh cho mình nhé, rắn cắm long mọi người nhé. Rất to. Rất to à. Đây mình bẫy cái ao bèo này. Cái bụi rậm này. Bẫy rìa này rất chi là nhiều rắn. Xác lộn này.